Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hoa cúc trắng. Bông hoa này chúng ta sẽ móc phần cánh hoa, đài hoa, nhụy hoa và chúng ta sẽ ráp vào trong phần thân hoa. Thì để thực hiện hoa này, các bạn sẽ chuẩn bị sợi cô tông Việt Nam loại 1mm, kim móc 1,5 tới 1,75mm, kẽm nhỏ, băng keo sáp màu xanh, kim may, kéo và thân hoa. Thân hoa các bạn có thể làm bằng cách dùng băng keo sáp quấn xung quanh những sợi kẽm hoặc là một thân cây gỗ thì các bạn sẽ được thân hoa như thế này. Ngoài ra chúng ta có thể dùng thêm súng bắn keo và keo silicone để các bạn dán các phần nhụy hoa vào trong phần cánh hoa nếu như chúng ta không muốn may rác. Đầu tiên, các bạn sẽ móc phần cánh hoa. Cánh hoa mình dùng màu trắng, nhụy hoa là màu vàng và đài hoa là dùng màu xanh. Chúng ta sẽ móc 13 mũi bính. Sau đó chúng ta sẽ móc vào trong dây bính này. Các bạn bỏ qua hai mũi bính đầu tiên. Chúng ta sẽ móc vào mũi bính thứ ba. Các bạn móc vào đây một mũi đơn. Mũi tiếp theo các bạn móc một mũi nửa kép. Và lần lượt móc 7 mũi kép vào trong 7 mũi bính tiếp theo. Sau khi móc xong 7 mũi kép, các bạn sẽ móc một mũi nửa kép vào mũi tiếp theo và một mũi đơn vào mũi cuối cùng. Chúng ta sẽ quay ngược lại và móc mũi trượt xung quanh toàn bộ phần cánh này. Khi các bạn móc mũi trượt lên tới phần đỉnh của cánh thì các bạn sẽ móc một mũi bính ở phần đỉnh này và chúng ta tiếp tục móc mũi trượt viền qua phía bên này của cánh hoa. Sau khi viền xong thì các bạn sẽ thấy ở phần cuối của cánh hoa nó có một cái phần ngang ra như thế này. Thì chúng ta sẽ móc, đang từ bên này chúng ta sẽ móc mũi trượt để dời qua tới bên đây và tiếp tục móc phần cánh tiếp theo ở phía bên này. Các bạn sẽ móc vào phần ngang ở dưới này
Như vậy là các bạn đã xong một cánh hoa. Các bạn tiếp tục móc lên 13 mũi bính. Và cũng lặp lại giống như cánh thứ nhất, đó là bỏ qua hai mũi đầu tiên, móc một mũi đơn vào mũi thứ ba. Một mũi nửa kép và 7 mũi kép. Một mũi nửa kép, mũi cuối cùng là một mũi đơn. Quay ngược lại và móc mũi trượt viền xung quanh cái cánh hoa này. Ở phần đỉnh, chúng ta cũng móc một mũi bính và tiếp tục viền ở phía bên kia. Khi viền xong phần cánh thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục viền ở phần đường ngang phía dưới này để đưa sợi len từ bên này qua bên kia của cánh hoa. Như vậy là chúng ta đã xong hai cánh hoa. Các bạn sẽ thấy cánh nó sẽ xếp chồng lên nhau một chút xíu ở đây. Chúng ta sẽ móc lặp lại như vậy cho tới khi các bạn được khoảng 13 tới 15 cánh hoa. Cứ móc xong một cánh thì các bạn móc hàng ngang hay cái phần ngang viền để đưa sợi chỉ từ bên này qua bên này và tiếp tục phần cánh tiếp theo. Vẫn là lên 13 mũi bính và lặp lại giống như những cánh trước. Sau khi móc xong phần cánh thì các bạn sẽ thấy được một dải như thế này. Chúng ta sẽ móc khoảng 12, 13 tới 15 cánh. Các bạn sẽ thấy bề mặt chúng ta viền mũi trượt sẽ là bề phải của cánh hoa, nghĩa là mặt trên. Còn bên này là mặt dưới. Chúng ta sẽ móc vào trong phần cuối của cánh hoa để dồn cánh hoa lại với nhau. Thì sau khi các bạn móc xong phần cánh cuối cùng này, chúng ta sẽ móc lên một mũi bính. Chúng ta đâm kim vào giữa cánh hoa và móc lên một mũi đơn. Tiếp tục đâm kim vào phần giữa của cánh hoa thứ hai. Như vậy là mỗi một cánh chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Trong khi móc thì các bạn lưu ý đừng để cho cánh hoa nó bị ngược chiều, mà lúc nào cũng là ở cùng một bề mặt. Các bạn thấy những cánh hoa đã được gom lại như thế này.
Như vậy, sau khi móc xong phần này thì chúng ta sẽ được khoảng 12 tới 15 mũi đơn. Các bạn sẽ nối với phần cánh đầu tiên để tạo thành một vòng tròn. Phần cánh đầu tiên lúc nãy các bạn đã móc phần mũi bính ban đầu lúc này, thì bây giờ các bạn sẽ móc vào phần mũi bính này một mũi trượt. Và như vậy là chúng ta đã nối các cánh hoa lại thành một vòng tròn. Tổng cộng là chúng ta có 12 tới 15 mũi đơn ở phía trong này. Và các bạn sẽ móc thêm một hàng giảm mũi. Giảm mũi là các bạn sẽ móc hai mũi chụm lại thành một. Các bạn móc mũi giảm cho tới hết cái vòng này. Nếu mà 12 thì các bạn sẽ móc 6 mũi giảm. Còn 15 thì các bạn sẽ móc 7 mũi giảm. Mục đích móc cái phần mũi giảm này là để cho cái phần bên trong của cánh hoa nó đầy chứ nó không có bị rỗng. Và chúng ta sẽ xỏ cái sợi kẽm vào trong cái phần bên trong này. Cho nên các bạn cần thiết phải móc một cái hàng mũi giảm ở trong này. Còn nếu như các bạn không xỏ kẽm, luồn kẽm thì các bạn không cần móc cái phần bên trong bằng mũi giảm này, mà các bạn có thể dán cái phần nhị hoa vào để trang trí thôi. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ kết thúc. Các bạn dùng kéo và cắt sợi lên. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần cánh hoa. Các bạn sẽ đưa cái phần sợi len thừa này ra phía sau. Và dùng kẽm nhỏ. Kẽm nhỏ các bạn sẽ cắt ra làm hai đoạn ngắn khoảng 5 tới 6 cm. Các bạn gấp đôi lại như thế này. Và chúng ta sẽ xỏ vào trong cái phần giữa của bông hoa. Sợi kẽm đầu tiên các bạn sẽ xỏ theo đường dọc, thì sợi thứ hai các bạn sẽ xỏ theo đường ngang để cho hai cái sợi kẽm này nó chéo với nhau thành hình chữ thập ở giữa như thế này. Và chúng ta sẽ túm cái phần kẽm ở phía sau này lại thành một. Các bạn xoắn lại cho chặt.
Sau khi các bạn móc xong phần cánh hoa thì chúng ta sẽ móc phần nhụy hoa. Nhụy hoa ở đây mình sẽ dùng màu vàng. Chúng ta sẽ móc vòng tròn ma thuật và móc 6 mũi đơn vào trong vòng tròn. Cách tạo vòng tròn ma thuật thì các bạn cuốn sợi lên xung quanh phần ngón tay, bắt chéo qua như thế này, và chúng ta lấy cái sợi, các bạn đưa kim từ sợi phía trước, các bạn sẽ lấy cái sợi phía sau này móc qua và móc thêm một lần nữa. Sau đó rút tay ra thì các bạn sẽ được một vòng tròn như thế này. Chúng ta sẽ móc vào bên trong vòng tròn này 6 mũi đơn. Và dùng sợi len rút vòng tròn cho khít lại. Hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc 6 mũi đơn vào trong vòng tròn ma thuật. Hàng thứ hai, các bạn sẽ móc 6 mũi đơn tăng. Nghĩa là mỗi một mũi đơn này chúng ta sẽ móc vào 2 mũi, tăng từ 6 lên thành 12. Hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc một mũi đơn bình thường, một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần thì tăng từ 12 lên thành 18 mũi. Mũi đầu tiên các bạn móc mũi đơn bình thường. Mũi thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào cùng một chân. Tiếp tục một mũi đơn bình thường và 2 mũi đơn vào cùng một chân. Các bạn lặp lại như vậy 6 lần thì sẽ hết vòng. Sau khi móc xong vòng thứ ba này thì các bạn sẽ ướm thử cái phần nhụy hoa vào bên trong cánh hoa. Nếu như các bạn thấy nó vừa rồi thì chúng ta sẽ không phải móc thêm nữa. Còn nếu như các bạn thấy cái phần nhụy hoa này nó nhỏ thì các bạn sẽ phải móc thêm một hàng. Hàng tiếp theo thì các bạn sẽ tăng 2 mũi đơn bình thường, 1 mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Còn ở đây thì mình chỉ móc tới hàng này thôi. Thì chúng ta sẽ kết thúc. Kết thúc là chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào mũi tiếp theo. Và các bạn sẽ cắt chỉ. Nếu như các bạn muốn dùng kim để may cái phần nhụy này vào trong phần cánh hoa thì các bạn sẽ cắt cái sợi chỉ này dư ra một đoạn dài hơn. Còn nếu như các bạn dùng súng bắn keo để bắn vào thì các bạn chỉ cần cắt một đoạn ngắn thôi. Sau khi móc xong nhụy hoa thì các bạn sẽ móc phần đài hoa. Phần đài hoa chúng ta cũng móc tương tự giống như phần nhụy hoa. Đó là tạo vòng tròn ma thuật.
và móc vào bên trong vòng tròn này 6 mũi đơn. Kéo cho vòng tròn khít lại. Và hàng thứ hai chúng ta cũng sẽ tăng từ 6 lên 12. Nghĩa là mỗi một mũi các bạn sẽ móc vào 2 mũi. Tăng từ 6 lên thành 12. Cái phần nhụy hoa này thì các bạn, cái phần lỗ này các bạn không cần phải kéo cho nó khít quá, bởi vì lát nữa chúng ta sẽ xỏ cái phần kẽm này vào trong cái lỗ này, cho nên các bạn không cần phải kéo khít quá. Nếu kéo khít quá thì lát nữa các bạn sẽ khó thao tác hơn. Hàng thứ ba chúng ta cũng sẽ tăng lên từ 12 lên thành 18. Nghĩa là móc một mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Hàng thứ tư các bạn sẽ tăng lên từ 18 lên thành 24. Thì ở hàng thứ tư này các bạn sẽ móc 2 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng, lặp lại 6 lần. Và sau khi móc xong thì các bạn cũng sẽ ướm thử cái phần đài hoa này vào phần hoa ở phía sau. Nếu như các bạn thấy phần đài này ôm vừa hết các cánh hoa thì chúng ta sẽ không móc nữa. Còn nếu như các bạn thấy phần đài hoa này hơi nhỏ hơn phần cánh hoa thì các bạn sẽ tiếp tục tăng thêm một hàng nữa, nghĩa là móc 3 mũi đơn bình thường và một mũi đơn tăng. Cũng giống như phần nhụy hoa, nếu như các bạn muốn cái phần đài hoa này mà dùng kim để may vào trong phần cánh hoa thì các bạn sẽ kết thúc và cắt chỉ dư ra một đoạn dài. Còn nếu như các bạn muốn dùng súng bắn keo để dán vào thì các bạn không cần thiết phải để một đoạn dài. Ở đây mình có dùng cái sợi len cùng màu với lại phần đài hoa để mình quấn xung quanh phần thân hoa cho nó cùng màu như thế này. Nếu như các bạn muốn quấn cái phần sợi như thế này thì các bạn nên chừa ra một đoạn dài, để sau khi chúng ta may ráp cái phần đài này rồi thì chúng ta sẽ dùng cái sợi đó và chúng ta quấn xung quanh cái phần thân hoa bằng sợi len thì nó sẽ cùng màu với lại cái phần đài hoa, rất là đẹp. Còn nếu như cái phần băng keo sáp của các bạn mà nó đã cùng màu rồi hoặc các bạn không có muốn tốn thêm cái công để quấn cái phần sợi len này thì không cần thiết phải chừa lại cái sợi dài. Ở đây mình móc xong thì mình sẽ móc thêm một mũi trượt để kết thúc. Mình dùng súng bắn keo cho nên mình sẽ cắt cái sợi này ngắn thôi. Và các bạn sẽ lấy cái sợi này
qua khỏi cái lỗ này, cũng như là cái sợi ban đầu các bạn cũng lấy qua khỏi cái lỗ ở dưới này luôn. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đài hoa. Bây giờ các bạn sẽ ráp. Đầu tiên chúng ta sẽ ráp phần nhụy hoa vào trong phần cánh hoa. Các bạn sẽ lấy cái sợi thừa của cái phần nhụy này xuống phía dưới này luôn. Các bạn sẽ xếp cái phần nhụy hoa cố định vào trong phần cánh hoa và dùng súng bắn keo để dán cố định vào. Nếu như các bạn không dùng súng bắn keo thì các bạn sẽ phải may ráp. Các bạn sẽ may xung quanh cái phần nhụy này và ráp vô trong cái phần cánh hoa. Sau khi dán phần nhụy hoa vào trong phần cánh hoa thì các bạn tiếp tục dán phần đài hoa. Trước khi dán phần đài hoa thì các bạn sẽ lấy những cái sợi ở phía dưới hoa này qua khỏi cái lỗ ở trong phần đài hoa. Và xỏ luôn cái phần kẽm này qua khỏi cái lỗ này. Như vậy là mình đã đưa cái phần đài hoa sát vô phần cánh hoa. Ở đây nếu như các bạn muốn may ráp thì các bạn cũng sẽ dùng cái sợi màu xanh các bạn chừa lại lúc nãy. Các bạn may ráp xung quanh cái phần đài hoa này vào trong phần cánh hoa. Còn ở đây thì mình dùng keo silicone để dán. Lý do mình dùng keo dán là để cho không có thấy cái đường may ráp và mình sẽ dễ dàng điều chỉnh cái phần cánh hoa cho nó đều và đẹp hơn. Còn nếu như các bạn may ráp, nếu như không khéo thì chúng ta sẽ bị lộ cái đường chỉ may và các cánh hoa có thể là sẽ không đều. Mình sẽ ráp từng phần như thế này vào trong phần đài hoa. Sau khi chúng ta ráp xong phần đài hoa thì các bạn sẽ ráp bông hoa này vào trong phần thân hoa. Các bạn sẽ đặt phần thân hoa vào trong phần gốc của đài hoa như thế này. Cái phần sợi thừa này, nếu như các bạn muốn dùng để quấn xung quanh phần thân hoa thì các bạn sẽ dùng cái sợi mà dài nhất các bạn chừa ra. Và những cái sợi thừa này thì các bạn sẽ quấn xung quanh phần thân hoa để chúng ta giấu vào trong lúc chúng ta quấn. Còn nếu như các bạn không muốn dùng cái sợi để quấn xung quanh thân hoa thì các bạn sẽ giấu luôn hết tất cả cái phần này. Các bạn quấn xung quanh và dùng cái sợi kẽm này quấn cố định cái sợi, phần sợi này vô luôn.
Và các bạn sẽ cắt cái phần thừa dưới này đi. Sau đó chúng ta sẽ dùng băng keo sáp, các bạn quấn từ phần đài hoa, các bạn quấn xung quanh và quấn xuống ở phía dưới. Chúng ta có thể quấn hai ba lớp để giấu cái phần sợi này cho nó thật kỹ. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành bông hoa cúc. Các bạn sẽ điều chỉnh cánh hoa lại cho đều và đẹp. Chúc các bạn thành công.